chạy bi thì nó bèo lắm anh em ơi, chạy 9 cây số mà chỉ có 35.000, mà 35.000 chưa trừ nha, 35.000 mà trừ phí, trừ tiền áp rồi trừ thuế các kiểu nữa là anh em không còn nhiều đó. Ok, hello anh em. Nope. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình ha. Và mình là Chris. Chia với tập quạt. Ok. Thì hôm nay anh em thấy tôi mặc đồ gì biết rồi đúng không? Hôm nay chạy bi. Cái tuần vừa rồi mình không lên clip tại vì mình bận công việc nè, bận một số chuyện. Thằng Bi nó không có cái túi cho nên là mình lấy cái túi của thằng Gojek mình chạy đỡ ha. Hy vọng là không gặp vấn đề gì. Bây giờ để mình bật app lên cái đã, bật app lên xong rồi bật mấy cái ứng dụng lên nữa. Be delivery 2 giờ. Be food. À, mình đặt cái thằng be delivery 2 giờ với 4 giờ nó phải làm bài kiểm tra nữa. Nhưng mà để lát nếu mà có ui da, có đơn luôn nè anh em. Phương Trinh đi quận 10 mới ra có đơn luôn, 178/15. Có đơn luôn rồi anh em ơi, lên đường. Nay trời nắng nhẹ dịu dàng á, và bật app lên là có đơn luôn. Quá ngon. Á, mặc cái đồ vàng này thấy nó hơi chói chói á anh em. Nhìn nó nổi vãi thiệt. Alo. Em tới rồi, ngay chỗ cái phòng cho thuê gì đúng không? Đúng, đúng rồi, em tới rồi nhá. Ok. Mang theo cái nóng bì này anh em. Ngu mới còn mới, mình mới lấy ra từ bọc luôn, chưa xài luôn, mới tin. Mang theo vài sợi dây thừng trên nước. A few moments later. Em về quận 10 đúng không? Giờ em đi học hả? Dạ. Mấy giờ vô lớp? Dạ, 7:10. 7:10 hả? Ôi, sao đặt xe trễ quá vậy? Đặt xe á. Chứ, ủa là em đi xe đi học à? Tại hôm qua em mới chuyển qua
qua hôm qua luôn. Bình thường em ở bên, hồi trước em ở Bình Thạnh. Bình Thạnh là em ở đâu? Bình Thạnh thì em ở đâu lên Định ha. À, Lưu Định kiểu qua 40 học á. Dạ. Có cần anh chạy nhanh không? Cái con hồ sơ mặn cơ. Đâu thịt thà trả ruộng chạy thôi. Này nói ngáo rồi tự ái sắp hàng để ăn ổ bánh mì nữa tí. Phải không? Hello. Con uống gì rồi anh? Hi. Em chở khách ra đây ăn luôn. Ủa cái đơn trả thẻ sao nó lại không ghi trả thẻ chú? Đơn trả thẻ sao nó lại không ghi trả thẻ? Thẻ này đúng không ta? Ghi thẻ này đúng không? Trả thẻ là ghi thẻ đúng không? Thẻ là nó ghi trả thẻ đúng không? Ghi thu khách không đồng, nó ghi thu tiền mặt mà không đồng. Cái này là trả thẻ nè. 39 ngày đó, trả thẻ kết thúc xong rồi coi bên số dư á. Ờ, tại có nhiều bữa trên group mấy ông kêu cái gì thu không đồng là bị ảo hả? Là mình không. Không em hỏi là tụi nó kêu á là mấy cái đơn nè, bấm xuống chỗ tiền khuyến mãi vô 39.000, khuyến mãi 39.000 á là mình không đi hả? Ờ, à, đi mấy đơn đó là nó giảm tiền. À, là kiểu như bị trục lợi ha. Giống chung nó nhờ đặt hàng xin kích đó. À, là mình phải coi nó đủ kêu nó quỷ đéo quỷ. Mình tự hủy. Nhờ nó quỷ nó không chịu quỷ. 39.000 khuyến mãi 39.000 luôn là nó không có trả tiền vậy đó. Nó này khuyến mãi có 6.000 à. Đi được đúng không? Mình quỷ trời. Mình Chí Thành. Khuyến mãi 6.000 mà nó vô trong sức chạy. Không đông chạy lỗ ai chạy. Đâu không có lỗ, ý là nó giật bi nó khuyến mãi cho khách, anh hiểu không? Ăn hộp xôi mà mấy chú tung tung hết. Bên bi này là chạy bay nhiều lắm các bạn. Phút với giao hàng thì nó ít. Ui da chết rồi các bạn ơi. Ăn xôi nó bị đau bụng các bạn ơi. Ôi xôi bà này bà bán cũ quá ta. Ui da đau bụng thiệt nha các bạn. Bà này bán xôi cũ rồi. Ờ Diệu đúng không em? Diệu đúng không? Ok để anh quay đầu xe. Bây giờ đi đường này đúng không ta?
các bạn ơi. Toàn là đi bay không à. Giờ tôi đang ở quận 8 nè, gần Bình Chánh luôn rồi á. Chạy Gojek thì toàn đi food không à. Baymin thì không nói rồi hả, Baymin nó chỉ có food thôi. Nó có đơn nữa rồi nè. Ghê thiệt chứ. Hi. Hello. Hello. Hi. Are you order food on app? Coffee. Okay, okay. Waiting for me. Thank you. Làm gì đấy? Ok. Đi lấy thử đơn food của thằng thằng Bi nha các bạn. Giờ ngày hôm nay mà trải nghiệm thêm một cái đơn giao hàng nữa là ok. Lấy food bên Bi này nó cũng ác lắm. Đi 2 cây. Chạy đi lấy food 2 cây. 2 cây số. Em ơi, trên hai ly đúng không? Hai ly xin xưa đó. Đó, một cái 40, một cái 30 nè. Còn cái giờ tay gì đó không có hả? Anh cũng không có thẻ. À tích online được á ha. À. Được rồi. Đi. Ủa. Lượng sạch tế luôn các bạn. Xa xôi chứ. Hello, I'm coming. Đứng đâu nhờ? Cái cổng không thấy không mở luôn các bạn. Không biết đứng đâu luôn. Khách ở đâu luôn. A few moments later. Coffee? Hi. I'm good. How are you? Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a good day. Ok, xong rồi nhưng mà bây giờ không biết đường về để mình mặc cái chống nắng vô đã mọi người. Giờ nắng nó lên rồi. Alo, anh đứng trước cổng trường nè mọi người. Ra đây mọi người. Mình vừa mới chở khách tới trường đại học kiến trúc nè. Mà máy nó hết pin rồi mình không có quay cho anh em được. Thì vừa tới xong cái mình lắp pin vô. Thì khách vừa xuống xe quẹt nổ cái này xong là nổ luôn. Đơn tiếp theo thì đứng này đợi khách ra luôn. Một bạn nữ đặt xe hay không anh em, chở khách tới mấy cái trường đại học thường có xe mấy học sinh hay đi về lại á, đỡ phải chạy vòng vòng tốn tiền xăng thôi. Em về Phú Nhuận hả? Em về Phú Nhuận đúng không? Dạ không, anh
Sao vậy? Lắc. Chưa lắc kịp hả? Ủa? Em về đâu? À, Phú Thuận mà anh đọc ra Phú Nhuận luôn. Đây. Quê em 35 nè. Để cảm ơn nha. Chạy bi thì nó bèo lắm anh em ơi. Chạy 9 cây số mà chỉ có 35.000, mà 35.000 chưa trừ nha, 35.000 mà trừ phí, trừ tiền app rồi trừ thuế các kiểu nữa là anh em không còn nhiều đó. 35.000 chắc còn được 22.000 quá, 22.000, mà trong khi đó anh em đi 9 cây. Mình chở bạn này từ 196 Buster mà về cái đường này, đường gì quá rồi, đường gì Tân Nam quận 7 gì nè, bên này nè. 29 cây số. Thu 35.000. 35.000 mà chưa trừ, 35.000 là chưa trừ nha anh em. Trừ nữa là còn có chắc 22 23.000. Sợ chứ chắc còn 20 luôn, 20 luôn á. À, bị này nó bèo lắm anh em ơi. À, chạy ê cả mông luôn, mình ngồi từ sáng giờ mình đi toàn là lấy đơn xa không à. Chạy ê hết mông luôn, ngồi ê quá rồi. Giờ mình đang muốn đi vệ sinh nè, mà để mình không biết có chỗ nào để đi không nữa. Để mình coi cái thu nhập của ông này nhìn nó sao sao á, mình chưa hình dung được. Hồi sáng giờ chạy 8 chuyến, trong đó 5 chuyến bay, 3 chuyến food, 331.000. Nhưng mà 331 này là nó có cái tiền mà mình trả trước nữa các bạn. Tiền mình ứng ra để mình mua đồ ăn á, hồi sáng giờ á, mua mấy đơn mình không quên mất tiêu, hình như 3 đơn food là mua 2 đơn food. Tiền mua đồ ăn là 139. Ok, sáng giờ mình chạy 7 tiếng. Ê lộ rồi. Ra xe lúc 7 giờ, chạy tới bây giờ là 11 giờ. 8 9 10 11 4 tiếng anh em. 4 tiếng mình thu nhập của mình là 192.000. Hình như là nó cao hơn thằng Gojek hồi bữa 4 tiếng là ba mấy ngàn phải không anh em? Hồi bữa Gojek là 160 mấy đúng không? Thằng Bi này 190 mấy, tại vì sáng giờ mình đi mấy đơn bay toàn là đơn xa không à các bạn. Sáng giờ đi đơn cá mập không à, ngồi ê đít hết trơn luôn. Đi đơn xa cho nên là nó nhỉnh tiền hơn một chút thôi. Thằng cô chạy thằng cô check này, thằng cô check á thì nó nổ một phút nhiều, bay thì nó ít. Còn chạy thằng bi thì nổ bay nhiều mà phút ít.
Còn Baymin thì khỏi nói rồi thôi, Baymin nó chỉ có một cái hình giao hàng đồ ăn thôi cho nên là mình không tính. Hai cái app Bi với Gojek này nó ngược nhau các bạn. Ai muốn chạy thằng Bi này, nhưng mà nó có cái là các bạn có thể bật tắt được. Đây nó nằm ở trong đây nè các bạn, cái chỗ chọn cái dấu này nè. Đó, các bạn có thể bật tắt được ha. Bi Food nè. Thằng Bi là chạy bay là bắt buộc, các bạn không thể bật tắt được. Thằng bay này lúc nào cũng có hết. Còn thằng Food với thằng Delivery thì các bạn có thể tắt bật được. Bi đi tỉnh nữa. Nhưng mà hồi sáng giờ mình cũng bật Bi Delivery á mà không có đơn. Không có đường code để trải nghiệm thử ta. Ok. Thì chắc là mình coi như là mình đã trải nghiệm xong một ngày chạy Bi ha. 5 đơn bay và 3 đơn Food. 4 tiếng đồng hồ 190.000 á. Thì nói chung là tùy anh em cảm nhận đánh giá thôi. Đối với mình thì như vậy là chưa ổn lắm. Chạy Emon Edit hết bằng Bi giá nó thấp quá nè. Mình bây giờ là đang ở quận 7. Chắc ráng ngồi đợi kiếm đơn về Tân Bình. Hoặc là gần gần đó thì mình về nhà luôn ha. Ok, chắc mình sẽ dừng video tại đây ha. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Nếu thấy hay nhớ cho mình một nút đăng ký kênh, ấn like và để lại comment của anh em để mình có thể tương tác với anh em nhé. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo. Tạm biệt.